Kính thưa tất cả quý cha, quý tu sĩ và cả ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta có một cái ngày rất đặc biệt, chúng ta sum họp ở nơi đây. Cái đặc biệt thông thường hay là chúng ta ngày hôm nay là ngày Chủ nhật truyền giáo, ngày mà chúng ta cả thế giới được mời gọi cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng cho muôn dân. Và chúng ta cũng biết là chính cái ngày này nó nằm ở trong cái tháng mà hôm nay dịp này Đức Giáo Hoàng muốn cho toàn thể giáo hội Công giáo mừng cái kỷ niệm 100 năm mà cái tông thư Maximumin Lut của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã công bố vào ngày 30 tháng 11 năm 1917 nhằm cái hướng chúng ta biết là sau biến cố Thế chiến thứ nhất. Ngài cũng thấy cái bầu khí và cái nhu cầu truyền giáo rất là quan trọng. Cho nên Ngài cũng ra những tông thư mà cách đây 100 năm nó vẫn mang tính thời sự rất cao. Cho nên cái điều này Đức Giáo Hoàng Francisco muốn gợi lại, muốn làm sống động lại cái ý thức về cái ơn gọi, về sứ mạng truyền giáo của mỗi Kitô hữu. Và chúng ta được mời gọi sống cái tháng đặc biệt truyền giáo này, còn gọi là tháng truyền giáo ngoại thường, rất là đặc biệt. Và nhất là chúng ta cũng biết là giáo phận của chúng ta trong cái định hướng mục vụ cho 4 năm thì chúng ta có một cái định hướng chung là hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo tin mừng. Chúng ta cảm thấy một cái nhu cầu phải hiệp thông và cái trách nhiệm, cái sứ mạng của mình phải truyền giáo. Dĩ nhiên những cái điều đó, sự hiệp thông để mà chúng ta truyền giáo đó không thể thiếu cái nền tảng đức tin, không thể thiếu cái nhiệt tình sống đức ái. Cho nên chúng ta có một cái định hướng như vậy và chúng ta đang trong cái tiến trình của cái năm thứ 3 trên 4 năm. Thì năm thứ nhất chúng ta đã hiệp thông trong việc cầu nguyện, thấy rằng cái nền tảng phải cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Nhưng mà chỉ cầu nguyện không thì không đủ, cho nên chúng ta phải hiệp thông trong năm thứ 2, hiệp thông trong việc thăng tiến mọi thành phần dân Chúa thì có khả năng mới ra đi được, mới loan báo tin mừng được. Cho nên rồi năm thứ 3 thì chúng ta thăng tiến lên có khả năng, nhưng mà nếu thiếu tình mến, thiếu những việc làm, đời sống, đức ái thì lại cũng không đủ năng lực để truyền giáo. Cho nên năm nay chúng ta đang sống trong cái năm hiệp thông trong đức ái, để có những việc làm cụ thể như là hoa trái của niềm tin của chúng ta. Và năm thứ 4 sắp tới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2019, năm nay tới đây. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái năm hiệp thông loan báo tin mừng. Cái đỉnh cao, cái điều chính yếu đó, nó tổng hợp những cái điều mà chúng ta đã chuẩn bị từ 3 năm trước. Và như vậy thì cùng với cái việc không chỉ ngày lễ truyền giáo, ngày khánh nhật truyền giáo hôm nay, không phải chỉ cái việc chúng ta mừng cái cử hành cái tháng truyền giáo ngoại thường theo như lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng, mà chúng ta còn chuẩn bị để bước vào cái năm hiệp thông loan báo tin mừng. Đó là cái điểm chính yếu, cái cao điểm của cái định hướng mục vụ của chúng ta, và đó cũng là liên quan đến cái bản chất của và sứ mệnh của giáo hội, của cả các từng Kitô hữu của chúng ta. Nên và cái điều này cũng thật là hay, nó nằm trong tháng Mân Côi. Tháng Mân Côi, tháng chúng ta vẫn được mời gọi để cầu nguyện, và chúng ta biết những cái hiệu lực
cái ý nghĩa, cái giá trị của Kinh Mân Côi trong lịch sử của giáo hội thì chúng ta đã biết rồi. Cái này tôi nếu mà nói nó tốn nhiều thời gian lắm, cho nên và có nhiều người đã nói rồi. Năm nay thì giáo phận của chúng ta lại phát động cái điều mà cách đây gần 200 năm, 193 năm là chị Pauline Jaricot, một người phụ nữ Pháp, đã sáng kiến ra cái việc lần chuỗi Mân Côi sống này. Nếu có ai để ý rồi coi thì xem trên trang web cho Hồng Phú Cường của chúng ta sẽ có cái buổi tọa đàm về vấn đề này thì nói rõ hơn. Thì biết đây là một cái phương cách để chúng ta cầu nguyện một cách tích cực và sống động để thể hiện, xây dựng cái tình hiệp thông là nền cho cái việc loan báo tin mừng. Cũng chính vì vậy thì cái buổi họp mặt của chúng ta nó sẽ mang một cái chủ đề cơ bản là hiệp thông truyền giáo. Chúng ta cũng sẽ nghe cha Du Sẻ Thụy sẽ trình bày cho thấy cái tương quan giữa truyền giáo và sự hiệp thông. Hiệp thông nó phải là nền, nó phải là cái nguồn mạch và là hoa trái của việc truyền giáo. Nếu thiếu tinh thần hiệp thông thì người ta sẽ không cảm thấy một sự thúc đẩy, không cảm thấy một cái nhu cầu và có khi không thể có năng lực để truyền giáo được. Và truyền giáo làm gì nếu không phải là để cho cái sự hiệp thông nó được trở nên trọn vẹn hơn, nó đưa đến những cái hoa trái đời sống hiệp thông và cao nhất, cuối cùng nhất mà ai cũng ước đó là thiên đàng, đó là cái môi trường hiệp thông. Cho nên loan báo tin mừng cũng hướng nhằm tới điều đó. Cho nên ngày hôm nay, trong cái ngày mà chúng ta thấy sinh hoạt khá là đặc biệt và chúng tôi mời về đây tất cả quý vị cũng là những con người đặc biệt. Là ở từ các giáo xứ, từ các cộng đoàn dòng tu cũng đã chọn những người ưu tuyển, những người có thể nói có máu truyền giáo, có cái tinh thần truyền giáo để mà gửi về đây chứ không phải gửi về cho có tụ. Và như thế với cái thời gian mà chúng tôi cũng hết sức là cân nhắc, muốn làm sao nó đừng sớm quá bà con đến không kịp, mà cũng đừng trễ quá bà con về không kịp, nhất là những người ở xa. Cho nên chúng ta chỉ có thể có được cái thời gian mà chúng tôi ráng cũng ép hết sức cả trước lẫn sau là khởi đầu bắt đầu từ lúc 8 giờ và sẽ kết thúc lúc 4 giờ chiều. Đấy. Cho nên là thời gian chúng ta nó ngắn, mà thì nó ngắn, nó nghèo nên hay tham lắm, muốn sẽ làm việc cho đúng mức. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng tác phong của những người làm công tác loan báo tin mừng cũng cần phải có một cái sự năng động tích cực, không? Và chứ không có rê rà lề mề. Thấy đúng ở đây lời Chúa Giêsu hồi xưa cũng nói đó, đừng có chào hỏi linh tinh dọc đường. Cho nên từ nãy là tôi cũng xin khuyên mọi người ở dưới đó, bỏ qua bớt những cái nghi thức xã giao không cần thiết. Thế vô đứng cái lề mề lãnh rồi đứng cái rề rà tới rề rà lui thì biết bao chừng giờ mới về đến đây, lên tới đây. Cho nên ngày hôm nay dù gì đi sắp xếp cái chương trình nó có nhiều, nhưng mà chúng tôi luôn cân nhắc là không tới một tiếng đồng hồ là giải lao. Giải lao 15 phút. Và nên nó xen kẽ cái đó để chúng ta có thể đi vệ sinh, chúng ta có thể giải lao xả hơi, chứ không có ép ta căng quá. Đấy, nhưng mà trong việc làm ta làm đúng mức và nghiêm túc. Cho nên MC như đã loan báo là đúng giờ thì chúng ta sẽ làm. Đúng giờ là chúng ta sẽ có chuông và chúng ta sẽ, cho nên tránh cái chuyện mà nó rề rà. Và tôi cũng mừng là thấy nay chúng ta có hội trường đấy, nhưng mà xin bà con chúng ta đừng ai ngồi một người hai ghế để cho những cái người ngoài đó bây giờ vô là bắt đầu tới dưới rồi và sẽ có những người đang gặp khó. Vì hôm nay là có gần 400 người đó, tức là cần phải tận dụng tất cả mọi ghế ở trong cái phòng này. Cho nên xin mọi người chúng ta nghĩ đến những người đến sau đó để ta nhường chỗ cho họ. Và với tất cả những cái điều mà nó liên quan và trong chính cái chủ đề chúng ta sẽ sinh hoạt trong ngày hôm nay, từ việc cha giám đốc đặc trách ơn gọi sẽ trình bày một cách căn bản về cái sứ điệp mà Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đến cho chúng ta trong cái ngày truyền giáo này. Rồi chúng sẽ đến cái phần mà trình bày cơ bản của cha Du Sẻ Đỗ Văn Thụy, Thừa Sai Việt Nam, để trình bày về
những linh đạo của truyền giáo, linh đạo của sự hiệp thông và linh đạo của người giáo dân là những người mà có trách nhiệm phải truyền giáo. Rồi cũng sẽ có những phần chia sẻ về những cái kinh nghiệm truyền giáo của cha Yomotishita Trương Thành Công, là đến từ giáo phận Cần Thơ. Ngài sẽ đến và có lẽ cũng vất vả lắm và cũng hy sinh thương chúng ta lắm, cho nên Ngài mới sắp xếp cái thời gian ngày hôm nay để đến với chúng ta. Rồi chính chúng ta cũng khi dù là có nghe đó, nghe nhau thuyết trình mà cũng nghe tiếng Chúa nữa, rồi thì chúng ta sẽ có những cái chia sẻ thực tế với nhau ở các hạt. Các hạt với những thành viên trong mỗi hạt, chúng ta sẽ bầu bán là những cái ban truyền giáo của từng giáo hạt, để chúng ta có những cái kế hoạch làm việc cho nó hiệu quả hơn. Và chắc chắn là những cái điều mà chúng ta nói đó, cái đại hội ngày hôm nay đó, nó mang cái chủ đề là hiệp thông truyền giáo, cho nên cái tính hiệp thông nó phải rất là cao. Chúng ta giúp cho mỗi người đều có cái bảng tên để chúng ta có thể biết tên nhau, và mỗi tên, mỗi một hạt là có một cái màu khác nhau đấy, để chúng ta thấy là chúng ta biết, nhìn thoáng qua là chúng ta biết này hạt nào. Và coi tên thì chúng ta biết người đó tên gì, để cái sự hiệp thông của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn, nó thực tế hơn. Và chúng tôi còn sẽ nắm thông tin quý vị, không chỉ tên thánh, họ tên, năm sinh, để biết ai lớn nhỏ, để mình đừng có bất kính đối với những người cao tuổi, và cũng đừng có quá khúm núm đối với người quá trẻ là người ta ngại. Nhưng mà rồi ngoài ra chúng tôi cũng muốn biết thêm số điện thoại để cần thiết liên lạc. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp sẽ liên lạc với nhau để làm công tác truyền giáo này. Rồi có khi biết cái chuyên môn của mỗi người và cái nghề, hai cái chuyên môn và nghề nó khác nhau. Có những người có chuyên môn này nhưng mà làm nghề khác. Tôi có đứa cháu nó học dược nhưng mà ra đi bán siêu thị. Để cho nên vừa các cái chuyên môn để khi cần, khi chưa được sử dụng thì trong dịp này chúng ta sẽ biết trong cái quá trình truyền giáo sẽ sử dụng chuyên môn đó, mà cũng biết người đã đang thực hiện cái nghề này để có những cái tế nhị của cái nghề đó mà chúng ta sống với tinh thần hiệp thông. Và cái ngôn ngữ hiệp thông, ngôn ngữ bác ái, đó là một cái ngôn ngữ chung mà chúng ta ở đây dù dân tộc hay là kinh đều phải sử dụng và có thể sử dụng được, để chúng ta có thể liên lạc với nhau trong cái buổi đại hội này. Và đồng thời chúng ta cũng có thể liên lạc, cũng thể làm cái công tác truyền giáo của mình sẽ tốt đẹp. Kính thưa cộng đoàn, trong tất cả những cái ý hướng đó và trong cái tình hình thực tế với cái ước mong như vậy, chúng tôi xin long trọng khai mạc ngày đại hội truyền giáo của giáo phận Phú Cường năm nay.